Cầu nguyện và được ơn. Con đạo gì? Con ngoại đạo. Con không đạo ông bà. Dạ. Con cảm ơn cha cùng cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Sánh. Con sống người Thanh Hóa nhưng mà con sống ở Long Thành, Đồng Nai. Con 54 tuổi. Dạ. Con được ơn Chúa chữa lành cho con là cái thứ nhất là con đau thoái hóa cột sống, rồi con ho, rồi con đau đầu. Cái tai con là đau mà lấy dái tai là nhức ho. Con đi khám thì bác sĩ kêu là chịu, cái đó là thần kinh mũi họng tai là liền nhau. Nhưng mà lần đầu tiên con đi đến đây á, thì con ngồi dưới gốc cây bồ đề kìa, con không biết gì cả. Đến 5 giờ thiếu thì có một con bé nó chạy lại, nó bảo cô ơi, cô nên đặt tay chưa? Bảo, chưa, thế tàu ngoại đạo có đi được không? Nó có, thì con nên là con là người thứ tư là hết. Đấy, thì đến lần thứ hai con nên á, thì được Chúa chữa lành là bây giờ ho con cũng hết, sỏi thận con cũng không đau nữa, lưng con cũng khỏe. Nói chung là con được cái ơn chữa lành. Hallelujah. Ơn thứ hai là gia đình con á, thì có một đứa cháu ruột thật, nó nửa con, nó lấy tiền, nó đi mua đất, thì nó lấy hết cả tiền, mấy giấy tờ của gia đình con. Thì ngày nào con cũng ngồi con khóc. Thì là có một cái cô bình đạo, cô đến nhà con, cô ăn sáng, vậy con bán quán bún chả buổi sáng mà. Thì cô thấy con khóc, thì cô thương con, cô bảo là chạy ơi, chạy đi với em. Con hỏi đi đâu? Đi Cha Nông. Thế con cũng không biết Cha Nông thế nào cả. Thế con mới hỏi một cái thằng cháu nhà bên nhà bình đạo á. Con hỏi Mạnh ơi, thế Cha Nông làm sao? Hắn bảo cô ơi, cha chữa bệnh. Thế là con đi luôn. Thế lần đầu tiên cô bao vé cho con đi. Cô thấy con hoàn cảnh vậy, con bao vé cho cô đi. Nhưng mà có đinh đấy á, thì lần thứ hai con cầu nguyện thì được Chúa ban ơn cho gia đình con là con đi làm được lại giấy tờ toàn bộ của gia đình rồi. Đấy. Rồi, bây giờ con đã thấy Cha Long chưa? Ừ, con thấy. Mà chồng con cũng tên là Long. Cho nên là thì sau khi con lần thứ hai á, thì có một cái chạy làng xóm cùng đi á, chạy thương thì có cho một cái đài cũ. Nói thật với cha là ngày nào con cũng nghe, con bắt cả chồng con nghe. Vì chồng con bộ đội, gia đình con bộ đội cả. Mà khu vực của con là bộ đội, nhưng mà con giới thiệu họ đi thì họ cứ biểu môi thôi. Nhưng mà hôm nay con dắt được 4 chị em đang ngồi dưới kia cả. Bộ đội nhưng mà ngoại đạo, đi cùng với con trong một chuyến xe ca thì toàn là người đạo. Nhưng chỉ có 4 chị em con là người ngoại đạo. Nhưng mà toàn là người bệnh thì cũng được ơn cả. Nhưng mà không dám lên bằng chứng. Dạ, thì hôm nay con, dạ, hôm nay con lên con xin bằng chứng luôn cho mấy người đó. Họ đang ngồi một tích dưới sâu kia kìa. Đây, cha gửi tặng cho 4 người ngoại đạo nha, 4 cái máy, được không? Rồi con về cái vùng của con, vùng bộ đội đó, con đi loan báo làm chứng. Để có ông bộ đội nào cần máy, con cứ gọi cha gửi sang cho nha. Rồi, chồng con cũng tên là? Dạ, nên chống cha. Tên là Long. Con cứ đi bộ vào đây rồi con đội máy về nha. Gọi là bộ đội. À, xin nghĩ. Cái chổi à? Cái dây chuỗi đeo này này. Cái chổi nào, cái ta đâu có chổi. Dây hạt chuối. À, cái chuối. Cho một người bạn ở xóm nữa. Đây, đây, đây. Cái chuối thì con lại gọi là cái chổi. Thì... cho một cái cô bạn đây, đây tặng cho con. Một cái cho con. Cô bạn hàng xóm. Dạ, rồi. Hết chưa? Dạ. Con cảm ơn cha. Tạ ơn Chúa. Rồi, con. Dạ, thưa cha, con là người ngoại đạo ạ.